Phượng ơi. Dạ. Cái chuyện mà cha nói với con đó con nhớ không? Dạ con nhớ rồi cha. Ờ. Ôi trời, trời bữa nay sao mà nóng nực dễ sợ luôn á. Ừ. Chắc là sắp có cơn giông lớn đó hả cha ha. Con với cái, tao hỏi mày là cái chuyện mà tao nói với mày đó mà. Cha hỏi cái chuyện cho nói chuyện nó hoài à. Cha ơi, nói vậy ông chủ cho đánh xong chưa vậy? Ừ. Cha đưa con mượn coi. Cái này rồi hả cha? Ôi cha ơi, cha quẻ có ba bờ si ra vậy là không có được đâu cha ơi. Vậy mà cha nói cha đánh rồi ha. Thì kệ tao, việc của tao không. Ông chủ là cha đó. Thì kệ tao. Nhưng mà con thấy con phải nói gì. Mày kêu mày. Nhưng mà ông chủ. Mày lo làm gì của mày đi, cái con này kỳ cục hả? Cha này kỳ quá. Con thấy con mới nói chứ bộ. Cái gì? Dục dạ. Đây. Mà con nói cha ngồi đây đi. Ông chủ xuống thấy cha ngồi đây, ông chủ la cha đó. La cái gì mà la? Ông chủ thì mắc tiếp khách, bà chủ thì cứ ở miết ở trên lầu thôi. Cậu hai thì ngủ ở trong phòng á, cậu ba Xuân thì đi chơi ngoài vườn, không có gì đâu mà la. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Bữa nay má mày lên đây á, mày đem hết tất cả đồ đạc quần áo mới của mày đem cho bà coi, nghe chưa? Dạ con nghe rồi cha. Ờ. Để cho bà thấy là tao đúng hay là bà đúng mà. Cha thì lúc nào mà chẳng đúng. Đó, con thấy không? Đó, đó, là con nói cái đó đúng đó nè ha. Có bao giờ mà cha làm cái chuyện gì đâu, con thấy chưa? Con ở đây con được ăn ngon, con được uống ngon, con thấy không? Ban ngày chỉ hầu hạ bà chủ với cậu hai thôi. Tối tối là đúng như ý của má con. Đêm nào cũng về nhà con ngủ hết à. To mà không nói hả? Má cũng hỏi con tới cái vụ đó hả cha? Phượng ơi. Phượng ơi, con còn khá nhiều tiền lắm Phượng ơi. Tiền á? Phượng. Dạ. Tiền á? Tiền gì cha? Tiền lương của mày tôi. Tiền lương của mày từ 2 năm nay đó. Rồi tiền lặt vặt của mấy cậu cho mày nữa. Vậy không có đâu. Sao có? Hết trơn rồi. Được đồng nào cha xin con hết đồng đó à. Con không còn đồng xu nào hết á. Cha nhậu nè, cha đánh bài nè, có còn cắt bạc nào đâu cha. Mà ai rảo tiền mày? Ai rảo tiền mày à? Ai rảo tiền mày? Mẹ mày nè, một chút nữa má mày lên đây, mày đem hết tất cả đồ đạc quần áo mới của mày đem cho bà coi, nghe chưa? Má không có phải gì cha đâu. Cái hệ thấy tiền á là hiếp con mắt lại. Trời ơi tổ mẹ cha. Con này tao thiệt chứ mày. Tao cha. Tao tổ mẹ mày hả? Dạ. Nếu mày cứ nghe lời má của mày á, mày ở miết dưới quê á, làm gì mày có cơm trắng nước trong đó mà mày ăn hả? Thậm chí áo dài hàng lụa mày còn không có nữa. Ờ à, này con nè nè nè, đến cái áo giả lụa này con còn không có nữa. Con nói cái gì chứ trời đất ơi, tao hỏi mày, nếu mày ở với miếng dưới quê làm gì mày được đi coi hát quản hả? Mày nhớ hồi tối hôm qua không? Hồi tối hôm qua tao với mày đi coi cái tuồng à, Võ Tòng Sát Tẩu á, mày nhớ không? Đến cái lúc mà con Phan Kim Liên nó tỏ tình với Võ Tòng đó, cái xong xuôi cái Võ Tòng nó mới nói tẩu tẩu đó sao? Tao chịu cái tẩu tẩu đó sao? Tao chịu quá mày ơi. Mày ở đây mày đi coi hát quản mày sướng không con? Biết ra làm giống Võ Tòng đó. 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 Ở đây mày sướng không kìa? Con nói cha nghe chứ đừng có nói má như vậy, tội nghiệp cho má. Má là người biết chữ biết nghĩa, má biết trọng danh dự nữa. Má không có muốn con cái mình đi làm đầy tớ cho người ta để bị người ta hành hạ đâu cha. Vậy danh dự? Giọng lưỡi con mẹ mày đó. Con mẹ mày đó mày biết không? Cái thứ người mạt hạng ở trong xã hội này nè, làm gì mà có danh dự? Danh với dự. Chết con rồi. Bà chủ, ông chủ xuống nè. Phải không? Chết. Cái gì? Cái gì đây? Con quên, con đem thuốc cho bà chủ, nãy giờ con cứ để đi hoài à. Cha nó nguội hết rồi cha ơi. Khoa. Dạ. Để chén thuốc xuống. Có chuyện gì vậy cha? Tao nói mày để xuống. Để xuống. Dạ. Chuyện gì vậy cha? Mày xoay một vòng tao coi coi. Dạ, có gì mà xoay tao cha? Tao hiểu mày xoay một vòng tao coi. Dạ, con đâu xoay rẻ lên. Dạ. Xè tay ra cha coi coi nè. Dạ. Đây nè con ơi.
cái chiếc cà rá này không phải của cậu hai tặng cho con sao con? Cha kỳ quá à. Giờ cha cần bao nhiêu tiền cho nó thẳng ra đi. 30 con, 30 thôi, giúp giùm cha nha Phượng, chỉ có 30 hả Phượng? Có 30 thôi. À, 30 hả con, 30 hả? Dạ. Hả? Bây giờ cha, à, cha lên trên lầu á. Hả? Cha gặp ông chủ á, à, cha xin nghe, con không có tiền. Bây giờ này, dạ? Ê, mày tưởng tao không biết chuyện giữa mày với thầy Bình nhà này hả? Trời, cha, sao cha nói con vậy cha? Tao là cha của mày, tao phải có nhiệm vụ tao trông nom mày chứ. Tao hỏi mày, dạ, hồi tối hôm qua, từ đầu hôm cho tới nửa đêm, mày đi đâu? Dạ, con, thì con ở lại đây mà cha. Con ở lại đây nè, ông chủ kêu con ở lại đây, à, sửa soạn quần áo cho ông chủ. À, tại vì ông chủ sắp sửa về đó cha. Thiệt không? Dạ thiệt cha. Vậy chứ tối hôm qua đó, dạ, cha thấy có cái ông nào đó lái một chiếc xe hơi chở con về ngừng ở trước cửa nhà là ông nào vậy con ha hả? Chà. À, cái ông mà nói với con liên thoăn sặc sủa cái mùi rượu đó, mà nói với con toàn là những chuyện sàm sỡ là ông nào trời vậy con ha hả? Thôi cái thầy ông... ơi, mày đừng có giấu tao nữa, tao biết hết đó hiểu không? Dạ. Phương. Dạ. Có tiền cho cha vài đồng đi con. Dạ, con đâu có tiền đâu cha. Mày có chắc vậy không? Không có đâu. Tao thấy rõ ràng mà. Tao thấy nguyên một chiếc xe hơi chạy một cái dù, một cái ngừng ở trước cửa nhà. Cái tao mới nhìn. Trong lòng chiếc xe hơi có nàng tiểu thơ kia. Ông chủ xuống. Đẹp lắm mà tao nhìn là đẹp lắm. Ôi thước tha vô cùng chàng trai kia. Mở cốp xe hướng nàng bước ra. Tinh tinh toàn tiền là tiền đi con. Tinh tinh toàn tiền là tiền đi con. Má, anh Hải về kìa. Trời đất ơi, ai cho mày vô đây? Ai cho mày vô đây? Tôi đang từ sáng giờ. Trời đất ơi, Hải, mày là thằng thợ mỏ lỗ mãn vô phép vô tắc. Mày vô đây mày phải gõ cửa hay mày nói với người ta một biết được tiếng chứ hả? Dạ, chứ biết sao ảnh vậy không? Sao? Từ vì ảnh đâu có phải là tôi tới trong nhà này đâu, anh nói vậy á. Tù tớ cái gì mày qua đây? Tao hỏi mày, cơm mày ăn ở trên mỏ là của ai hả? Có phải của ông Chu Pháp Viên nhà này không? Nói đâu rồi? Nói nào? Chu Pháp Viên! Trời ơi! Anh Hải! Chu Pháp Viên ơi! Chu Pháp Viên! Anh Hải ơi! Chu Pháp Viên! Tao lại mày. Hải ơi, ông chủ là ông chủ, mày phải gọi là ông chủ chứ. Được rồi, dừng ra đây. Nhờ Dương vô nhắn dùm với ổng là có đại biểu thợ mỏ xuống đây muốn gặp ổng. Hải, bây giờ con nghe lời Dương nha. Con về nhà đi, hôm nay có mẹ con lên. Về nhà có mẹ có em vui vẻ lắm. Mọi việc ở đây Dương thu xếp ổn thỏa cho Hải. Dương à, việc chúng tôi làm Dương không thể nào hiểu được đâu. Nhờ Dương vô nhắn gấp dùm với ổng là có rổ đại Hải này xuống đây muốn gặp ổng. À, thôi được rồi, tao sẽ vô mời ông chủ đi nói chuyện với mày. Nhưng mà con lại cha, dạ con lại cha. Chén cơm của con cha, cha. Tổ mẹ cha, tao kêu chủ cho mày, tao kêu con kêu chủ cho mày. Con thương người huynh hẳn mình là người như thế nào à? Anh Hải, anh nói chuyện nhỏ nhỏ đó. Còn mày nữa Phương à, ra đây. Dạ. Tao thấy là mày cũng nên bỏ chỗ này về nhà sống với má sớm hơn. Đây không phải là chỗ của em đâu Phương à. Sao vậy anh? 2 năm trời sống chung tụi nó, anh rất hiểu tụi nó Phương à. Tụi nó làm giàu trên xương máu của tất cả anh em công nhân ở trên mỏ kia kìa. Cái gì? Anh nói thiệt có hả? Anh Hải, hèn chi anh biết sao không? Em nghe người ta nói á, không biết phải không nghe. Em nghe người ta nói á, là cái nhà này nè có cô hồn, có ma đó anh Hải. Cô hồn? Dạ. Cô ma? Dạ, phải vậy không anh? Ừ, tao vừa mới gặp á. Cái gì? Tao vừa mới gặp ma ở đây nè. Đây nè, đây nè. Đây mà nhìn ra ngoài kia. Đây, 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 đó, đó, đó. Cái người đang ngồi ngoài kia kìa. Mắt nó nhắm nghiền, mặt mày nó trắng bệch ra, thấy chưa nào? Cái người mình ngồi trên giọng á hả? Chứ còn ai nữa? À, anh Hải ơi, anh lộ mình đó, anh biết ai không? Anh biết ai không? Cậu Ba Xuân, con của ông chủ nhà này. Cậu ấy rất tốt với tất cả mọi người anh Hải à. Ba má nó xấu xa, nó có thể là người tốt được à? Anh Hải, em thấy tính tình anh dạo này sao đâu á. Ồ thì 2 năm rồi còn gì. Nhưng mà Phương à,
Tao thấy là mày cũng thay đổi nhiều lắm Phương à. Trời đất ơi, thầy ơi, không được thầy ơi. Tao nói mày nghe nghe hết, ông khách này đi rồi, ông khách kia tới. Ông chủ mất tiếp không được thầy ơi, con về đi thầy. Được rồi, tôi vô gặp ông đi. Đừng vô, hãy được vô thầy, tao lại. Tôi nói là dừng tránh ra. Mày đừng vô mà hãy tao lại mày, không được. Dừng tránh ra. Tao không được mà hãy tao lại mày. Trời ơi, cha nãy ơi, làm cái gì vậy? Trời ơi, nãy ơi, nãy ơi, nãy đừng nãy ơi. Em lại nãy đừng có vô ông chủ lại, em đi ra, đuổi em đi ra đi, sao nãy. Thương em đi ra đi mà anh Hải, em nói thiệt có anh Hải. Ra sao anh Hải ngồi chờ đi. Được rồi, Dương vô nhắn dùng với ổng là tôi ra ngoài kia tôi chờ ổng. Tao theo mày xuống dưới Hải ơi. Trời ơi, ui da. Trời ơi, chứ có sao không Trang? Ôi, dọc mũi cha rồi sao gì nữa con ơi. Ôi, con lấy cái đôi giày cha coi nó ra ngoài coi Phương. Dạ, đôi giày. Ôi ơi. Đây nè cha. Nè cha, con nói cha nghe nha. Cha đem đôi giày này xuống dưới ha. Cha đánh lại cho ông chủ nghe, ông chủ la cha đó. Nghe cha. Bà Phượng ơi, cha nói con nghe nghe Phượng. Dạ. Cha mà chạy máu không gì, cha tốn tiền lắm con. Có tiền không cho cha vài đồng cho đi thầy thuốc đi Phượng. Ui da, cho cha dạ. Con có không con? Có không con hả? Cho cha nghe Phượng nghe. Có không con? Nhiều vậy con? Dạ 10 đồng cha. 10 đồng hả con? Ít nhưng mà cũng được. Cảm ơn con nha con. Ai à. Phượng ơi. Phượng ơi. Phượng có ở trong nhà đó không Phượng ơi? Phượng ơi. Phượng ơi! Phượng ơi! Mới kêu mày đó. Dạ. Dạ cậu ba. Hả? Cậu ba Xuân kêu hả con? Dạ. Sao con không trả lời hả Phượng? Dạ con. Cha này. Chờ để con đem thuốc cho bà chủ nghe cha. Nãy giờ con nói con đem mà con chưa đem nữa. Tao thấy là từ rày sắp tới mày phải cẩn thận hơn một chút nghe chưa. Chuyện gì mà phải cẩn thận thế cha? Tao thấy lắm rày bà chủ bà phiền mày cái gì lắm mà. Cái gì? Bà chủ phiền con hả cha? Ừ. Mà phiền cái gì con mới được chứ? Cái gì vậy cha? Tao nói cho mày biết ha. Dạ. Ông chủ thì già. Dạ. Bà chủ thì còn nhỏ lắm. Dạ. Mà bà đó, bà không có thích ổng đâu. Dạ đúng rồi cha. Mà bà với cậu hai nhà này á, xê xích nhau vài tuổi là cùng. Dạ. Sao cha? Ủa? Thì cái chuyện này thì con cũng biết vậy cha. Thì tao có nói mày không biết đâu. Chứ sao nhưng cha? Mà tao nói mày cái chuyện mà mày, chuyện gì vậy cha? Mày có biết vì sao á? Dạ. Cái gian phòng này nè, ban ngày cấm không ai được quyền bước chân tới. Thậm chí đến ban đêm cũng không được quyền lai vãng. Con biết chứ sao không biết. Bà biết sao không? Tự vì cái phòng này nè có ma. Đúng không cha? Đúng không cha? Ai có ma? Cái gì? Ma nhiều lắm con ơi. Có ma thiệt hả cha? Ừ, mày lại đây tao kể mày nghe. Cha kể con nghe đi cha. Mày biết không?
Cái hồi đó đó. Dạ. Cái hồi mà cậu Ba Xuân còn nhỏ tí ti gì nè. Dạ. Trong nhà này nó âm thầm lặng lẽ lắm. Ông chủ tối ngày ở trên mỏ thôi. Dạ. Trong nhà thì chỉ có con mỗi một mình bà chủ, cậu hai, cậu ba với tao thôi. Gian phòng này bắt đầu có ma cũng từ đó đó con. Mày biết không, một bữa nọ tao đang ngủ, cậu Ba Xuân mới tới ông kêu tao dậy. Ông mới nói là Ông Quý ơi, ông Quý dậy đi, ông Quý đi ra ngoài phòng khách đi, ở ngoài phòng khách nó có ma, ông ra ngoài ông coi con sao. Trời đất ơi mày ơi, tao nghe biểu tao đi là tao muốn chết tao rồi. Mà con chủ sai tao đi đâu thì tao phải đi đó chứ. Cha ơi, rồi cha có đi không cha? Đi chứ sao không đi. Tao mới nốc vài hớp rượu tao lấy gan, tao mới rón rén. Đó. Tao đứng ngay đó đó. Tao mới ghé lỗ ổng khóa tao dòm vô. Không phải một con ma đâu con, mà đến hai con ma lận con ơi. Mày không tin hả? Quyền của mày. Như tao hỏi mày nè,
mày là cái gì hả? Nó là cái gì hả? Tao báo cho mày biết, bữa nay má mày lên đây nè, xuống xe lửa rồi tới đây ngay đó. Cái gì cha? Má sẽ tới đây hả cha? Ừ. Trời, cha ơi, đêm nào thì con cũng về nhà con ngủ, thì thế nào con cũng gặp má. Cha kêu má tới đây làm gì vậy cha? Đâu phải tao kêu, bà chủ kêu má mày tới đây đó chứ. Vậy có kỳ lạ không con hả? Có quen biết gì đâu. Vậy mà bà kêu má mày tới đây cho được đó. Để bà nói mày với má mày cuốn gói đem nhau mặt cút đi. Sao cha? Bà chủ đuổi con à? Ừ. Mà tại sao bà chủ đuổi con mới được hả cha? Trời, trời cha, má không đời nào muốn con đi làm ở những nhà sang trọng như vậy. Bây giờ má mà lên đây, lỡ mà má biết con có chuyện này chuyện nọ, không được đâu cha. Không sao con, không sao hết á. Không có việc gì con phải sợ hết con biết chưa? Nè, con phải bình tĩnh. Không có việc gì con phải sợ hết con biết chưa? Ít nhất á, ở trong nhà này phải có một người bà phải biết né chứ con. Bà mà phải né ai hết cha? Né cha mày đây nè. Mày quên chuyện hai con ma rồi hả Phượng? Hôm qua khi mà tao hiểu ra ý định bà muốn đuổi mày, tao đã nói bóng nói gió với bà về cái chuyện đó. Bà là người thông minh, chắc bà cũng phải hiểu chứ. Bà mà định chơi khăm tao, bà khinh rẻ con tao, tao không tha cho bà đâu. Sai tụi con sắp xếp lại như vậy đó à. Trời ơi, cả cái áo cá của ta nữa, tại sao lại chết hết thế này? Dạ thưa bà, đêm qua cây gãy đè cho nên lưới điện bị sập, bà nên cẩn thận ạ. Thưa bà, lại cả cái tủ quần áo cũ nữa, lại đem bật ra đây rồi. Dạ thưa bà, con thấy bà vẫn còn bị sốt nặng. Ông dặn tụi con là nên để cho bà nghỉ yên trên lầu. Vì bà xuống dưới này làm gì thưa bà? Nằm dài cả ngày ai mà chịu được. À, mà ông ở trên mỏ về bữa nào hả? Dạ thưa bà, ông về chiều hôm kia. Khi ông về ông có lên thăm bà, nhưng bà vẫn còn bị sốt, cho nên ông xuống dưới nhà này ông nghỉ. Trời ơi, sao dưới này trời cũng oi bức vậy này. Phượng, yeah, đi kiếm cho ta một cái quạt lớn hơn một chút đi. Dạ, lẹ dạ. Lên. Dạ thưa bà. Thưa bà quạt đây. Phượng này. Dạ. Sao hai bữa nay không thấy cậu hai đâu hết ha? Hình như cậu hai định đi lên mỏ phải không? Mày có nghe thấy nói gì không? Dạ, dạ, dạ thưa bà, dạ con không biết ạ. Thế còn cha cô làm gì? Dạ con không biết. Dạ, dạ thưa bà, dạ cha con nhờ con nhắn lại với bà là cha con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà thưa bà. Cha cô mà còn nhớ hỏi thăm sức khỏe của tôi cơ à? Ôi, mà sao đến giờ này cậu vẫn chưa dậy cơ à? Dạ, dạ thưa bà, dạ con nghe cha con nói lại là đêm qua cậu hai đi tới 3-4 giờ sáng mới về, và chính cha con ra mở cửa cho cậu hai vô ạ. Và cậu hai lại cũng vẫn say chứ?
Thưa bà, con không biết. Thưa bà, con mời bà dùng thuốc. Cái gì? Ai bảo mày là tao phải dùng thuốc hả? Dạ. Cất ngay đi. Ông dặn như vậy mà thưa bà. Tao có trông người bác sĩ đâu cơ chứ. Cất ngay đi. Thưa bà, ông nói là bà bị bệnh gan, cho nên ông dặn con sắc thuốc xong đợi bà thức dậy mang lên cho bà dùng. Cất ngay đi. Phượng ơi, Phượng ơi. Kìa con. Ủa má. Xong. Trời ơi, nó kể rồi sao mà má xuống được đây? Thưa má. Kìa Phượng. Dạ. Mang thuốc xuống dưới bếp rồi pha cho cậu ba ly nước chanh lẹ lên. Khoan khoan đã Phượng à. Phượng cho tôi thêm một ly nữa. Dạ. Cho bà nha. Kìa Xung. Dạ. Nóng nực quá mặt con đỏ. Má ơi, má khoan 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 đã, má ngồi xuống đây. Má ngồi xuống đây một tí đi. Để cho con nhìn má một chút coi. Trời ơi má ơi, con thấy má còn khỏe lắm. Má có đau bệnh cái gì đâu. Vậy mà ai ở trong nhà này nói là má bệnh, để má nằm luôn ở trên lầu 2-3 ngày nay. Má biết không, ba ở trên mỏ về đã được 3 bữa rồi mà má chưa xuống thăm ba nữa. Má Xung. Xung con. Dạ. Má thấy như có gì u uất ở trong lòng. Xung, năm nay con 17 tuổi rồi phải không? Má lơ đãng quá. À không, con trai của má năm nay 18 rồi. Con đã ở trong cái nhà này bao lâu rồi? Má có già đi nhiều không con? Ờ, không có đâu. Má không có già đâu. Má còn trẻ, còn đẹp lắm. Đừng có lo. Nhưng mà má à, tại sao má có những cái suy nghĩ lạ lùng như vậy hả má? Má đừng có nghĩ như vậy nữa nha. Má ơi, con được gặp má ở đây con mừng lắm. Bởi vì hai ba hôm nay con mong má mau hết bệnh để má xuống dưới này. Con muốn được thưa với má một việc rất là quan trọng của con. Má à, số là... Thôi, để lát nữa con nói luôn nha má. Cái phòng này sao mà nóng quá. Con mở hết màn cửa ra nha. Dạ, dạ thưa cô ba. Ông chủ đã dặn là không được phép mở màn cửa ra. Ông nói là ở ngoài trời còn nóng bức hơn ở trong nhà nữa. Mày cứ việc mở hết ra. Dạ. Ông thì đi cả năm không về, làm sao biết được cái không khí trong nhà này ngột ngạt đến chết người đi được ý. Phượng, xuống dưới bếp xem tụi nó lo cho ông ăn uống cái gì đó. Dạ. Xung. Dạ. Bây giờ thì con nói cho má nghe đi. Má. Thưa má, con có một việc rất là quan trọng con muốn được thưa với má. Số là con... Má à, số là con... 2 ngày nay rồi, con... Con sung sướng lắm á. Ôi, con trai của má, sống trong cái nhà này mà con còn cảm thấy sung sướng được thì đó là một điều rất hay con à. Má ơi, không có việc gì ở trong nhà này mà con giấu má hết á. Bởi vì má không phải là một người mẹ tầm thường đâu. Má can đảm, giàu nghị lực, nhiều tình cảm mà bao giờ cũng là người hiểu con. Vậy hả con? Dạ. Má à, con muốn được thưa với má một việc. Không. Con muốn bàn luận với má một việc kia. Má à, số là con... Không nói được má. Ôi, sao lại không nói được? Má à, con nói rồi má. Má đừng có rầy. Đồ ngốc. Lúc nào má cũng thương con hết Dung à. Má, má thương con. Má không rầy con. Mà nhất là không có cười con nghe má. Ừ. Má à, số là con. Ừ.
Con đang yêu một người má. Cái gì? Yêu? Coi kìa, nhìn thái độ của má, con đã thấy ý là má biểu con không được làm như vậy chứ gì. Không. Không. Nhưng con nói là con yêu ai? Thưa má, đây là một người con gái hết sức là... là dễ thương má. Hiểu được thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, của công việc mình làm. Mặc dù con ta không được sinh trưởng trong một gia đình giàu có, khuê cát, không được giáo dục theo lối tiểu thơ. Sùng, nhưng con thì con thích là người có học. Vậy người đó học hành ra sao? Chưa hề được đi học. Má ơi, nhưng mà đó là khuyết điểm duy nhất thôi. Con thì con không trách điều đó. Sùng, người con nói đó là con Phượng phải không? Dạ. Má, con biết có thể thiên hạ sẽ cười con, nhưng với má thì con tin là má sẽ không cười con, và má sẽ bằng lòng với con, phải không má? Trời ơi, con mình nó cũng... Kìa, thật là một chuyện kỳ quái. Má, hình như là má không bằng lòng. Má cho là con bậy bạ. Không, Sùng, nhưng má chỉ sợ một đứa con gái như nó khó lòng có thể làm cho con sung sướng được. Sung à, má yên tâm đi, Phượng là một người con gái hết sức thanh khiết, mà cũng hiểu con lắm má. Thế nhưng nếu ba không bằng lòng thì sao? Ba nhưng mà đây là chuyện riêng của con mà. Nhưng người ngoài biết thì họ sẽ cười chết con à. À, cái đó thì con lại không cần. Trời ơi, con, con đúng là con của má. Không, không. Nhưng dù sao thì cũng phải suy nghĩ cho tới nơi đến chốn. Con Phượng dù sao nó cũng chỉ là một con ở, nó chưa được một chút giáo dục nào. Má thấy kể ra được con yêu là phước cho nhà nó lắm rồi đó. Kìa má, sao má lại nói như vậy? Má nói về Phượng như vậy là không phải đâu. Mà má cũng đừng có nghĩ là Phượng đã bằng lòng ngay với con đâu má. Bởi vì Hôm qua con ngỏ lời cầu hôn mà. Cái gì? Cầu hôn? Ừ. Sùng, mày đã định lấy nó làm vợ rồi đấy hả con? Má đừng có cười con má. Mà Phượng cũng đã cự tuyệt với con vụ đó rồi má. Phượng nói với con là Phượng đang yêu người khác. Cái gì? Yêu ai? Không biết nữa, con không có hỏi. Nhưng mà con cũng không buồn lắm đâu má. Bởi vì càng như vậy, con thấy Phượng chung thủy, con lại càng kính trọng Phượng hơn. Má, với lại con nghĩ như thế này, tình yêu chân chính thì bao giờ cũng gặp chuyện trắc trở. Má, con yêu Phượng thật sự, con tin là một ngày nào đó Phượng cũng sẽ hiểu con và sẽ yêu con. Không, nhưng con của má dù cũng muốn lấy nó làm vợ cũng không được. Má, sao má lại nói như vậy? Phượng bao giờ cũng kính trọng má, vậy mà con định đem chuyện này con thưa lại với ba. Con không biết ông là người như thế nào à? Có, nhưng má, dù cho con với Phượng không nên duyên, Phượng không yêu con, nhưng miễn là con yêu Phượng thôi. Con yêu Phượng thật sự, yêu hết lòng, và phải giúp đỡ cho Phượng. Má à, má biết không, con muốn xin phép ba,
Con muốn được đem một phần học phí của con. Con muốn lo cho Phượng ăn học cũng được như con vậy nè. Trời ơi Dung. Dạ. Không được đâu. Trời ơi, thằng này cứ như con nít đi. Con phải con nít đi đâu, con người lớn à. Nhưng ba mày chỉ nói với mày một câu thôi là mọi chuyện sẽ tan tành hết. Con không tin là như vậy đâu má. Con má, thôi mà, hai má con mình về nghe. Mình nói chuyện khác đi nha má. Má, con mời má uống nước. Má, con mời má uống nước. Má, cảm ơn má. Má không giận con nữa đâu má. Má ơi, hai má con mình nói chuyện khác cho vui nha. À phải rồi, con quên chứ, anh Hai Bình. Có chuyện anh Hai Bình con muốn nói với má mà con quên. Má ơi, anh Hai Bình sắp sửa lên mỏ làm việc rồi đó má. Ngày mai là anh đi rồi. Ảnh có nhờ con thưa lại với má là ảnh không lên hầu má được. Xin má đừng có giận ảnh. Giận? Sao lại giận? Má à, dạo này con thấy má đối xử với anh Hai có hơi khác trước. Tội ảnh mà má. Ảnh mồ côi mẹ cho nên tánh tình của ảnh có hay khó chịu với mọi người vậy thôi. Chứ con thấy anh Hai là một người dễ thương lắm á. Ảnh nhiều tình cảm lắm đó. Chắc hồi xưa má ảnh là một người có nhiều tình cảm lắm á ha. Xung. Dạ. Cô bà nhà thì chớ nhắc đến chuyện mẹ anh Bình nghe chưa. Ông mà nổi xung lên là cả nhà ăn ngồi không yên được đâu. Ừ. Nhưng mà tại cũng thấy thương anh Hai quá. Mà dạo này anh Hai cũng kỳ lắm á. Ảnh thay tánh đổi nết lắm. Rượu chè be bét tối ngày sang đêm. Ảnh về tới nhà là ảnh la mắng gắt gỏng với mọi người trong nhà. Kỳ lạ lắm. Má biết không, hôm trước có một lần ảnh uống rượu say rồi cái anh về nhà. Ảnh gặp con cái ảnh nắm tay con ảnh khóc lóc ít kể lại đủ thứ chuyện hết má. Vậy à? Dạ. Thế nó kể lể cái gì? Ảnh tự thanh thân trách phận. Ảnh bực tức lấy mình. À đúng rồi đúng rồi. Anh có nói với con vậy nè. Anh nói là hồi xưa đó anh có yêu một người mà lẽ ra anh không nên yêu, không có quyền yêu. Nói vậy đó. Nói xong cái khóc à. Thấy thương quá. Thế rồi sau đó nó có nói gì nữa không? Dạ không. Má, con thấy tội nghiệp anh Hai quá má à. Mà ảnh cứ sống độc thân vậy hoài tội anh quá má ha. Má có biết tại sao anh không lấy vợ không má? Ai mà biết. Sao vậy? Hả má? Ai mà biết. Má thì... Ơ kìa, anh Hai. Mới nhắc là anh Hai có mặt ở đây liền. Anh Hai, anh Hai có biết là má em bệnh hổng rài không? Ủa, má em bệnh nè à? Dạ. Má, anh Hai xuống nè. Má không bệnh thì anh con quan tâm gì tới? Dì đã khỏi chưa? Cảm ơn, sáng nay đã xuống dưới nhà được. Má ngồi. Tiện đây tôi cũng định thưa chuyện với dì là sáng mai tôi sẽ đi lên mỏ. Hay lắm. Thế bao giờ Bình mới trở về? Cũng chưa biết chắc. Có thể là một năm, hai năm, và cũng có thể là lâu hơn nữa. Trời hôm nay sao nóng quá vậy nè. Mai mà em với Phượng đã mở hết tất cả màn cửa ra rồi đó anh. Chắc là sắp sửa có dông. À, vậy chứ Bình định đi lên mỏ để làm gì đây? Má, má thiệt á. Má quên là nghề nghiệp chính của anh Hai con là khai thác mỏ à. Má quên. À, thế có phải vì thế mà Bình định đi lên mỏ phải không? Kể ra thì cũng khó nói. Nhưng mà cái chính là tôi thấy ở nhà hoài cũng chán quá. Tôi
Tôi thì tôi lại cho rằng tại mình nhát gan, tại cái phòng này của má. Má chứ còn nếu nói là chán ngán, và nếu tôi là Bình thì tôi cũng bỏ quách cái nơi này mà đi cho rảnh. Tôi thì tôi chỉ tự chán lấy bản thân mình thôi, chứ còn hơi sức đâu mà chán chuyện người khác. Xin lỗi dì, tôi phải cần lên lầu để sửa soạn một ít đồ đạc. Anh đi nha Xuân. Dạ. Ôi, tôi nói bao nhiêu đó là đủ rồi. Má, ba xuống. Đông đủ cả nhà rồi. Trời hôm nay sao mà nắng nóng được. Thưa ba đây ạ. Dạ thưa ba, tình hình anh em công nhân ở trên mỏ thế nào rồi thưa ba? Không ngờ tình Xuân hôm nay được quan tâm đến chuyện mỏ. Rồi, bọn nó đi làm lại cả. Ủa, vậy sao con thấy anh Hải còn lên đây tìm ba? Hải nào? Dạ anh Hải, con của chú Lợi Quý ở nhà mình. Anh là đại biểu của thợ mỏ lên đây đó ba. Ờ, cái thằng đó ở đằng xưởng người ta gạch cho nó ra rồi. Sao vậy ba? Vì anh ấy đấu tranh cho công nhân à? Dạ thưa ba, con được biết là hôm qua ở trên mỏ có một số công nhân người ta bị tai nạn lao động. Mà tệ quá ba, không ai có được một đồng bảo hiểm nào hết. Cho nên con thấy Xuân, mày nói nhiều đó. Hai năm nay thì nó giống tính bà, nói nhiều. Còn ai nói gì chuyện nhà nữa thì nói. 10 phút nữa là tôi phải tiếp khách rồi. Dạ thưa ba. Ừ, có chuyện gì? Dạ, con định xin phép ba là sáng mai ba cho phép con được đi lên mỏ. Thế làm gì? Dạ thưa ba, con thấy ở mãi cái văn phòng công ty của ba cũng buồn và chán quá. Hơn nữa con muốn đi thử coi không khí núi rừng ra sao mà. Ừ thì cứ đi. Dạ. Nhưng hãy làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Ba không muốn người ta nói vô nó ra. Lên đó đi, rồi ba sẽ điểm về công việc cho con sau. Dạ. Dạ thưa ba. Xuân có chuyện gì? Dạ có. Dạ thưa ba, con có một việc rất là quan trọng. Con muốn xin ba cho phép con mới dám. Nói đi. Dạ, con muốn được đem một phần học phí của con để... Để làm gì? Dạ, con muốn đem một phần học phí của con để con cho. Con. Dạ. Mày xác thuốc cho bà chưa? Dạ thưa ông rồi. Sao không mang lên? Nó đã mang lên nhưng tôi không uống. Sao lại không uống? Thuốc đâu? Đổ đi rồi. Tôi bảo nó đổ đấy. Đổ đi rồi à? Trong siêu còn ai hết? Dạ. Dạ thưa ông còn ít. Rót đem ra đây. Kìa ông, tôi không thể nào uống thuốc đắng như vậy được đâu. Rót đem ra đây. Ba ơi, má không thích uống thì thôi, ba ép làm chi hết. Mày, mày với má mày đó, bệnh mà cũng không biết là bệnh, không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh. Mang lại cho bà đi. Kìa,
Thôi được rồi, cứ để đó đã. Bà uống ngay đi thì hơn. Phượng, mang ngay xuống bếp cho tao. Lẹ lên. Để đó. Uống đi. Đừng lấy tuổi đầu chứ thơ ấu gì nữa đâu. Thì mình để tới tối tôi uống cũng được mà. Xong. Dạ. Bước tới mời mẹ có uống thuốc đi. Kìa. Ba. Bước tới. Nói lên. Mời mẹ có uống thuốc. Ba ơi, có cần thiết phải như vậy không thưa ba? Con... Mày nói sao? Kìa, Xuân, ba biểu gì thì em cứ làm đi. Em biết tính ba kia mà, đây. Uống đi má. Thôi uống giùm con đi. Thì mình để tới tối tôi uống cũng được mà. Ba là một người đàn bà. Ba là một người mẹ. Để bà có biết quý bản thân mình đi nữa thì cũng phải dạy con cái để biết dâng lời chứ. Uống đi. Chuyện nhà nữa thì nói. Sơn. Dạ. Hồi nãy mày định nói gì đó? Mày định đem tiền học phí của mày đi cho ai đi làm cái gì đó? Ừ? Dạ thôi. Như vậy là không còn chuyện gì để nói nữa phải không? Không ngờ những điều má nói về cái nhà này thế mà đúng thật. Mày đi đâu đó? Con đi lên lầu với má. Đi như vậy đó hả? Xin phép ba cho con lên lầu với má. Ừ, đi đi. À khoan. Thưa ba còn dặn gì? Mày lên mày nói với má mày là một lát của bác sĩ người Đức người ta tới khám bệnh thì bà phải xuống cho người ta khám. Nhưng mà má vừa mới uống thuốc xong rồi thưa ba. Mày! Mày với má mày tinh thần lúc này hoảng loạn lắm rồi. Dạ thưa ba. Và cả mày cũng vậy nữa. Đi đi. Dạ. À khoan. Thằng Xuân đi đi. Thằng Bình đứng đó.
Thưa ba có còn dặn gì thêm luôn không ạ? Đi đi. Mày ngồi xuống đây đi. Mà tại sao đứa nào lại mở hết cửa như thế này? Tao dặn phải đóng tất cả các cửa lại. Và người ăn cả cũng được bước chân lên đi. Đôi khi tao muốn nghỉ một chút cũng không yên. Đó, mày thấy cả cái thói quen của mẹ mày là thích đóng kín các cửa vào mùa hè, tao vẫn giữ nha. Ừ? Cái bàn này, cái tủ này, bàn ghế này tao vẫn giữ như hồi mẹ mày còn sống, lúc nhà ta còn ở Du Tích cách đây 30 năm nữa. Để khi nhớ mẹ mày trong lòng tao thơi thới một chút. Bà, con nghĩ rằng nếu như ba muốn nhớ đến mẹ con thì đâu cứ việc gì cứ giữ ba cái đồ cũ kỹ này để làm. Nhưng tao nghe người ta nói ít lâu nay thì mày làm một điều xấu hổ. Dạ thưa ba, con có làm điều gì đâu à? Không phải đối với ba mày không đâu, cả với mẹ mày mày cũng không phải. Mày là con trai lớn trong nhà, ba không muốn nói chuyện đó trước mặt mọi người. Nhưng là con người hãy có gan làm mà thì phải có gan chịu. Tao nghe người ta nói đấy, 2 năm nay và nhất là những lúc con vắng nhà đó thì mày và tôi ba con và... mày la cà thâu đêm suốt sáng ở sòng bạc, ở tiệm nhảy, có đúng như vậy không? Đúng không? Dạ. Dạ thưa ba đúng á. Đúng à? Dạ. Mày không cảm thấy xấu hổ à? Từng mấy tuổi đầu rồi, 30 tuổi đầu rồi, mày phải biết tự trọng chứ. Dạ. Mày biết vì sao tao đặt tên mày là Bình không? Dạ biết. Nói cho nghe. Dạ, tại vì trước lúc mẹ con mất, mẹ con muốn lấy tên của mẹ con để đặt tên cho con. À, thế thì từ nay về sau tao chán mày, tao khuyên mày đừng làm điều gì mà xấu hổ tâm linh của mẹ mày cả, mà sửa đổi tính nết của mày lại. Gia đình tao là một gia đình nề nếp, và con cái tao phải trật tự ngay hết. Ừ? Tao đã xây dựng cái nhà này như vậy, nhưng mà tại sao mày kìa, ba Phượng ơi ba ơi, sao vậy ba? Em sao vậy Phương? Hả? Em sao vậy? Em sợ. Hình như em đã nghe ai nói gì về anh rồi phải không? Sao anh lại hỏi em như vậy? Không anh chỉ hỏi như vậy thôi mà. Anh Bình, em tin anh mà anh Bình. Như vậy là đủ rồi. Dù ai có nói gì đi nữa, mà anh có làm gì đi nữa, em cũng không oán trách anh đâu anh Bình à. Phượng. Anh Bình. Phượng. Ngày mai em đi rồi à? Anh đã nói với em hồi tối rồi kia mà. Anh Bình ơi, em muốn hỏi anh một câu thôi nghe. Em cứ hỏi đi. Anh cho theo anh nha anh Bình. Anh đã nói là không được Phương à. Sao lại không được hả anh? Bởi vì
Bởi vì anh chưa có định đem em theo. Về phần em, có lẽ bà chủ sẽ cho em nghỉ việc nội trong ngày nay anh Bình à. Ủa, sao lại nghỉ việc? Từ vì em làm việc không trôi chảy chứ sao. Không, Phượng, nói anh nghe đi, hả? Tại sao lại nghỉ việc? Không anh Bình, chắc là em đoán lầm đó. Anh Bình ơi, em chỉ muốn theo anh thôi anh Bình à. Anh cho em theo anh đi. Anh Bình, em sẽ lo lắng cho anh, em hầu hạ cho anh mà anh Bình. Anh Bình ơi, một mình anh đi xa mà không ai chăm sóc anh, sao được hả anh? Anh Bình ơi, anh cứ tưởng tượng đi, em sẽ giặt giũ quần áo cho anh nè, em nấu cơm cho anh nè, em dọn dẹp nhà cửa cho anh nữa. Anh tưởng tượng nha, anh vừa đi làm về tới nhà, em đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hết rồi anh Bình nè. À. Anh Bình ơi, anh đừng có lo lắng gì hết nha. À, nếu như có ai nói ra nói vô gì đó, nếu như người ta có xì xào bàn tán, cậu hai Bình mà lại đi lấy con nhỏ ở à, thì em sẽ bỏ đi ngay lập tức anh Bình à. Phượng, Phượng, em cho rằng anh ích kỷ đến như vậy sao chứ? Không, tâm hồn anh đã chết từ lâu rồi. Chính em đã làm cho trái tim anh sống lại. Anh đã có can đảm yêu một người con gái thì anh còn sợ gì dư luận nữa chứ? Không, anh không sợ gì hết. Mặc cho thiên hạ có sầm xì rằng cậu hai Bình mà đi lấy con nhỏ ở, anh không sợ gì hết. Anh đã yêu và anh vẫn cứ yêu thế thôi. Anh Bình. Sao? Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Hả? Anh Bình. Sao? Em nói nghe đi. Anh Bình ơi, như vậy là anh cho em theo anh hả anh Bình? Anh đã nói rồi Phượng, không thay đổi kia mà. Anh Bình, bữa nay má em sẽ lên đây nè anh Bình à. Má em không đời nào muốn em đi làm ở những nhà sang trọng như vậy. Bây giờ má mà lên đây, má lại biết em có chuyện này chuyện nọ với anh. Còn anh thì lại không thật lòng với em. Thật là em giết má em anh Bình à. Thôi, tối nay 11 giờ anh đến nhà em. Tối nay à? Ừ. Không được, tối nay má em sẽ ở nhà đó. Vậy thì mình hẹn nhau ngoài đường vậy. Nhưng mà em phải ở nhà em nói chuyện với má em chứ. Nhưng mà sáng mai thì anh phải đi sớm rồi. Anh Bình, vậy là anh nhất định không cho em theo anh hả anh Bình? À Phượng à, hay là anh tính như vậy nhé. Em cứ để anh đi trước đi, sau đó anh tìm cách thưa lại với ba và sẽ đưa em theo sau vậy nhé Phượng. Anh đưa em theo sau anh à? Thật vậy không anh? Cậu ăn cơm chưa cậu hai ha?
thôi, ăn rồi. Cậu hai, hình như ngày mai này cậu hai đi hả cậu hai? Đúng rồi, sáng mai tôi đi sớm rồi chú Quý à. Ngày mai tôi đưa cậu hai ra xe nha cậu hai. Cảm ơn chú, tôi đi một mình được mà. Dạ, cậu hai, tôi nói cậu hai nghe nha cậu hai. Kẻ ăn người ở trong nhà này đó cậu hai, đều mang ơn cậu hai hết sức cả cậu hai à. Dạ, cậu hai mà đi rồi đó, tôi nhớ, nhớ cậu hai lắm đó cậu hai à. Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ, chú Quý hết tiền xài rồi phải không? Cậu hai cứ cười tôi hoài à. Tôi nói thiệt với cậu hai nghe cậu hai, cái tánh của tôi đó cậu hai, tôi ăn ở sao tôi nói vậy hả cậu hai ơi. Tôi hiền lành chất phát lắm cậu hai. Tôi không có thích tiền đâu cậu hai. Tôi không có thích tiền. Ủa mà sao vậy cậu hai? Chú Quý không thích tiền mà. Dạ đúng, tôi không thích tiền, nhưng mà cho tôi lấy. À dạ, không cho tôi xin. Dạ, lễ phép lắm cậu hai. Dạ, tôi hay nói tốt cậu hai với con Phượng lắm đó cậu hai. Dạ. Nè, nhưng lần sau á, chú ý nhớ nói nhiều nhiều chút nha. Dạ. Cảm ơn cậu hai á, cậu hai á. Cậu hai, sẵn đây tôi báo cho cậu hai biết nghe cậu hai. Số là hôm nay má con Phượng lên đây nè cậu hai. Mà bà chủ á, bà rất muốn gặp mặt má con Phượng để mà bà nói cái chuyện mà cậu hai hiểu. Chào gì? Dạ dạ, lại bà chủ, lại bà chủ, lại bà chủ, lại bà chủ, lại bà chủ. Dạ dạ dạ. Chú Quý. Dạ. Đi kêu cho tôi một người thợ điện sửa ngay cái mạng lưới điện này lại. Dạ. Kẻo cứ giật chết ai thì mang họa vào thân đó. Dạ dạ, tôi đi ngay nè. À, chú ý, chờ tôi đi nhé. Lại đi đâu rồi? Chị hỏi ai vậy? À, ba anh mà. Ba tôi. Ba tôi chắc đang làm việc trên văn phòng hay là ở đâu đó. Thế còn thằng Xuân? Cái thằng chỉ biết khóc lóc cả ngày, không biết nó lại đi đâu mất rồi. Xin lỗi dì, tôi cần phải ra ngoài để mua một số đồ đạc. Bình, hãy nán lại một chút đã nào. Có chuyện gì vậy? Có chuyện muốn nói. Mời, mời như ngồi. Bình à, tôi mong Bình hiểu cho câu chuyện hồi nãy. Không phải chỉ ngày hôm nay mới xảy ra sự tình như vậy đâu. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, vì cớ gì mà người ta bắt mình phải nghe theo như vậy chứ. Tôi hiểu rồi. Nhưng theo tôi thì dì vẫn có thể không nghe theo lời của ba tôi chứ. Bình, ước gì Bình ngày nay cũng vẫn thành thật như Bình này chứ. Đừng cháo trở như tụi thanh niên bây giờ. Bình, Bình cũng biết đấy, vắng Bình tôi khổ lắm. Không, chính vì vậy mà tôi cần phải ra đi. Để chúng ta đừng bao giờ phải gặp nhau, để đừng bao giờ chứng kiến những việc làm mà mình phải ăn năn. Không, tôi không hề ăn năn. Tôi đã làm một việc gì thì tôi không hề ăn năn bao giờ. Dì à, tôi nghĩ rằng dì hiểu được ý định tôi lúc này chứ. Không không, tôi không còn muốn gặp nữa. Lòng tôi đã sao chắc dì đã rõ rồi. Hiểu lắm. Phải, tôi ăn năn một chuyện làm tội lỗi. Tôi đã làm chuyện không phải đối với tôi, không phải đối với em Xuân, và nhất là với ba tôi, và nhất là không phải đối với một người khác nữa. Bình quen rồi hay sao? Với em đây này, Bình đã tàn tệ hơn với bất kỳ ai khác, vì chính Bình đã cám dỗ ngay dì ghẻ của mình. Không không không, tại sao dì lại nói như vậy chứ? Không, duyên nợ của chúng mình, Bình phải thừa hiểu rằng Bình có trách nhiệm đối với em chứ. Lẽ nào ngày hôm nay nhìn thấy cuộc đời mới, Bình lại bỏ em mà đi một mình? Những lời lẽ của dì nói ra làm tôi khiếp sợ đó. Lý ra dì không có quyền nói cho một gia đình danh giá như gia đình của ba tôi. Ba, ba,
danh giá và danh giá. Mình mà cũng nói đến hai tiếng đó nữa. Tôi đây này, tôi đã sống trong cái gia đình danh giá này 18 năm rồi. Bao nhiêu tội lỗi xấu xa trong cái gia đình này tôi đều thấy hết, biết hết. Trước sau tôi không phải người họ Chu. Việc tôi làm tôi nhận, chứ không phải như ông của anh, chú anh và ngay cả ông già danh giá của anh nữa. Họ đã thầm vụng lén lút gây ra nhiều chuyện xấu xa ghê tởm. Vậy mà bên ngoài vẫn tỏ ra những bộ mặt đạo đức từ thiện của những nhân vật bậc nhất trong xã hội. Trong một gia đình lớn thì tránh sao có thể có một vài người xấu. Riêng trong trường hợp của gia đình tôi thì chắc chỉ có một mình tôi là... Không, giống nhau hết. Nhất là cha anh, còn người giả dối hơn ai hết. Trước đây, chính ông đã quyến rũ một con hầu, một con ở trong nhà. Không, dì không được phép đặt chuyện. Hãy cứ hỏi ông già danh giá của anh đi. 15 năm về trước, ông đã nói với tôi trong một đêm say rượu. Đây, hình cô gái này đây. Vì cha anh mà người ta đã nhảy xuống sông tự vẫn đó. Không, tôi cấm gì, dì không được xúc phạm đến mẹ tôi. Mình cũng chỉ là một đứa con hoang. Con hoang, Bình hiểu chưa? Bây giờ tôi sẵn sàng nghe hết đây. Dì cứ nói đi. Rồi sao nữa? Cha anh vẫn tàn tệ với tôi như vậy. Mười mấy năm trước, ông đã dùng thủ đoạn hèn hạ để dỗ dành tôi về đây. Tôi muốn thoát nhiều lần mà không được. Rồi sinh ra thằng Sung. Mười mấy năm trời nay vẫn hung hãn, vẫn hành hạ tôi, giết mất linh hồn tôi. Rồi đến phiên Bình đã cam dỗ tôi. Bình đã biến tôi thành một kế mẫu không ra kế mẫu, nhân tình không phải nhân tình. Trời ơi, dì nói cái gì vậy? Cam dỗ? Tôi xin dì đừng nhắc đến hai cái chữ đó. Dì có biết rằng lúc đó tâm trạng của tôi ra sao không? Trong gian phòng này Bình đã nói với tôi những gì một đêm mà tôi đã khóc nức nở cho số phận mình. Bình nói là Bình ghét ba, Bình muốn cho ông chết ngay đi. Dù có phải làm việc luân thường bại lý thì cũng không từ mà. Phải rồi, Chính tôi đã nói ra tất cả những điều đó. Nhưng dì đừng quên rằng lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi còn nông nổi chứ. Nhưng dẫu cho lúc đó dù tôi chỉ lớn hơn Bình vài tuổi, nhưng tôi vẫn là kế mẫu của Bình. Tại sao lại đi nói với nhau những lời như vậy chứ? Dì, tôi xin dì hãy tha thứ cho một thằng thanh niên nông nổi. Không phải là chuyện tha thứ hay không tha thứ, mà lúc đó tôi đang là kẻ chờ chết và có người đã tới cứu tôi. Nhưng cứu tôi rồi người đó lại bỏ tôi chết lần, chết mòn, chết khô, chết heo. Không, Bình bảo tôi phải làm gì bây giờ? Bảo tôi phải làm gì bây giờ? Thế còn Bình... tôi biết phải làm gì bây giờ? Tôi mong rằng Bình cứ ở lại đây, đừng đi đâu hết. Bình... Sao? Tôi, dì, ngày đêm trong căn nhà này, để hàng ngày chứng kiến những tội lỗi mình đã làm, để rồi cùng chết buồn, chết rũ hay sao chứ? Không, nhưng nếu là chết buồn, chết rũ, thì tại sao mình lại bỏ em mà đi một mình? Không, không, dì không có quyền nói câu nói này. Dì còn con của dì nữa, còn thằng Sung nữa. Không,
Không, cả thân thể tôi, cả danh dự tôi đã phó thác cho mình rồi. Không, từ đó đến nay tôi không còn gì nữa, tôi không cần gì nữa. Không, Bình ơi, tôi không phải là mẹ thằng Sung, tôi không phải là vợ chú Phạm Viên. Không. Nhưng tôi là con của chú Phát Di. Mà mấy ngày hôm nay mình không thèm hỏi han gì đến tôi. Mình sợ bà. Lần này thì mình lên mỏ để học điệu bộ ai vệ của ông chủ, để quên hẳn người đàn bà hiểu mình và yêu mình chứ gì. Chị à, tôi xin nói với... Thôi được rồi, bây giờ nếu như dì có hiểu như vậy cũng được, chẳng sao hết. Coi như vậy mới thiệt là con cha. Cha con. Giá gì cái thứ người hèn nhát vô dụng, hy sinh cho một con người như vậy kể uổng. Chỉ tiếc là tôi không hiểu sớm hơn. Bây giờ thì dì đã hiểu rồi đó. Tôi có giấu giếm điều gì đâu. Nói thật nha, bây giờ tôi chán nản lắm rồi. Tôi ghê tởm cái mối tình không tự nhiên này. Phải, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những lỗi lầm của mình. Nhưng không phải riêng tôi đâu, còn có một người khác nữa đó. Thông minh như dì, am hiểu sự đời như dì, một con người sành sỏi như dì, chắc dì cũng dễ dàng hiểu và thông cảm cho tôi, sẵn sàng bỏ qua và không oán giận tôi chứ. Nếu như có ai đó nói tôi vô tình cũng được, nói tôi phụ bạc cũng được, nhưng tôi mong rằng đây là lần trò chuyện cuối cùng của chúng ta. Khoan, và tôi cũng mong rằng Bình đừng coi mấy câu nói của tôi vừa rồi là những lời khẩn khoản kêu van. Tôi mong rằng rồi đây khi bình tĩnh lại, Bình hãy nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau trong gian phòng này. Bình à, không một người đàn bà nào chịu để người ta lừa gạt khi rẻ mình luôn hai lần trong đời người đâu. Bình nên nhớ như vậy. Thưa bà. Chú Quý, có chuyện gì thế? Thưa bà, vợ tôi đã tới rồi, đang chờ bà ngoài cửa từ nãy giờ. Sao không cho tôi hay sớm? Dạ, tại vì tôi thấy bà đang nói chuyện với cậu hai, cho nên tôi không có dám vô. Kêu thím vô đi. Dạ thưa bà, dạ vợ tôi vốn quê mùa thô kệch, có gì bà tha lỗi cho. Ai thì cũng là người hết cả chú Quý ạ. Dạ, đội ơn bà. Dạ. À thưa bà, ông chủ dặn tôi thưa lại với bà rằng ông chủ cần một cái áo mưa cũ. Ông chủ nói ngày mai này mưa giông, ông chủ định đi đâu đó thưa bà. Được rồi, để tôi sẽ tìm cho. Dạ, lại bà. Dạ. Má, khoan ngồi đã. Sao vậy cha?
Ngồi đi, không sao đâu. Má, má mệt không? Con lấy nước đá lạnh má uống nha. Ấy, sao lại lấy nước đá lạnh chứ? Phải lấy nước cam cho má mày uống nghe chưa? Nè, tôi nói bà nghe, ở đây không có thiếu thứ gì hết ta bà ơi. Bà muốn có nước cam, có nước cam, muốn nước chanh, có nước chanh, muốn nước tắc, có nước tắc, muốn nước đường, có nước đường, muốn nước mít, có nước mít, muốn nước mưa, có nước mưa. Ủa, cho nói gì vậy cha? Muốn nước mơ, có nước mơ. Muốn tiền là có tiền hả bà ơi. Phượng lấy nước cam má nữa lẹ con. Má lấy cho má. Tôi không có khác ông. Má gặp con là má cảm thấy đủ lắm rồi. Mà tôi nói nè, tất cả những thứ đó là của nhà chủ. Tại sao ông cứ bắt con Phượng nó làm như vậy? Hơn nữa tôi không muốn cho con Phượng nó đi làm người ăn kẻ ở trong gia đình người ta một chút nào hết á. Má, má có giận con không vậy má? Thôi chuyện đã qua rồi, má giận con làm gì? Má chỉ buồn là tại sao 2 năm trời nay con không gửi thơ về cho má. Má ơi, hồi mà má mới đi đó má, con ở nhà với cha nè. Con mới nghĩ là nhà mình thì không giàu có gì lắm, thôi thì mình cứ đi làm, mình kiếm được đồng nào hay đồng đó má à. Bởi vì con sợ má buồn má giận, con đâu dám viết thư cho má. Má tội nghiệp con gái của má. Má không bao giờ sợ nghèo, má cũng không bao giờ sợ ai khi dễ gia đình mình nghèo hết con à. Bà sao bà quê mùa quá đi. Bà vô đây bà phải thấy cái sang trọng ở trong nhà của người ta. Cái ghế bà ngồi nó cũng sang nữa, cái bàn trước mặt bà nó cũng sang nữa. Trong cái nhà này cái gì nó cũng sang hết trơn hết trọi á. À nè, tôi nói cho bà biết nghe chưa, người ta có nguyên cái lưới dây điện để mà bắt anh trộm đó. Mà bắt Phượng là có nước trong hả bà? Phượng lấy nước cam má đổ lệ đi con. Má không có khác, má nói vậy. Vậy con vô con lấy đồ đeo, quần áo mới con đem cho má con coi. Dạ, má không có thích đâu cha. Má, mấy năm trời gặp lại má, con thấy má cũng vậy à. Cha, đúng rồi, chơi cha. Cha hay là cha ra ngoài chứ coi anh Hải làm gì ngoài kia đó cha. Má quên thằng Hải nó chờ ở ngoài. Dạ đúng rồi đó. Chờ cái gì mà chờ, làm việc được không lo làm việc. Kêu bè, kêu lũ được đình công rồi chửi bới ông chủ. Trời ơi, tôi khổ cái thằng này quá, tôi nói thiệt với bà. Ủa ra đi vô. Anh đi vô, mày ở đây với má mày, người ta ra ngoài tao coi con sao. Dạ, như chưa. Dạ. Trời đất ơi, khổ quá khổ. Dạ, dạ, chứ coi sao. Nè, nghe cha dặn nghe. Dạ, chưa. Dạ. Cái lưới dây điện này nó hư rồi đó. Dạ. Bà đừng có đứng sớ đó rồi điện nó giật bà một cái. Dạ, bà chết. Dạ. Tôi không có tiền tôi cho bà đâu à, tôi rất. Dạ. 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 Là cái tủ của bà chủ phủ, vợ trước ông chủ đó má. Con nói má nghe nha, má biết sao không? Cái phòng này nè, tất cả những đồ đạc này nè, đã có từ 30 năm trước rồi đó má. Ông chủ vẫn giữ nguyên cho tới bây giờ đó má à. Má, má mệt đó má. Sao tay má lạnh quá vậy má? Con lấy nước má uống nha. Má, má ngồi đây đi má. Đi con lấy nước cho má uống nha. Không, Phượng à. Dạ. Con đừng đi đâu hết. Con đừng để má lại đây một mình. Má ơi, má sao vậy má? Gia đình này họ gì? Dạ, gia đình này họ Chu má. Ông chủ là Chu Phát Diên. À,
đây nè, là tấm hình của bà chủ cũ đó má, vợ trước của ông chủ đó má. Bà là má của em Phượng, tội nghiệp để bà chờ lâu quá. Dạ chào bà chủ, từ xe lửa là tôi xuống đây nghe theo lệnh của bà. Có chuyện gì thế ạ? Chả là tôi nghe em Phượng nó nói bà là con nhà gia thế và lại không hiểu sách vở nữa, mời bà ngồi. Thưa bà, có lẽ Phượng con tôi nó làm điều gì để bà không vừa lòng? Không, Phượng nó thông minh ngoan ngoãn, tôi bằng lòng lắm, mời bà. Cảm ơn bà chủ, tôi đứng cũng được. Mời bà. Cho nên tôi nghĩ rằng phải tính sao cho nó nên thân nên người thì hơn là làm tôi đòi hầu hạ như thế này mãi. Dạ thưa bà chủ, không bao giờ tôi muốn cho con cái tôi đi làm chuyện này hết, nhưng ngặt nỗi đó là ý muốn của cha nó à. Hôm nay gặp bà lần đầu tiên, nhưng biết bà là con nhà thi lễ, chỗ chúng ta nên nói thẳng với nhau. Tôi muốn nói với bà vì sao hôm nay tôi muốn gặp bà. Tôi nói rõ ngay tình hình trong nhà này để bà thấy. Ở đây đàn bà con gái rất ít, trên nhà chỉ có một mình tôi và vú già, ông chủ và hai cháu. Mà dưới nhà người làm thì lại toàn là đàn ông hết. À, mà hình như Phượng nó mới 19 tuổi phải không? Dạ không, thưa bà, cháu nó được 18 tuổi ạ. Phượng nó còn ít tuổi mà lại phải làm ăn xa nhà xa cửa, nó lại khá xinh đẹp nữa. Thưa bà chủ, có lẽ Phượng con tôi nó làm điều gì để ông bà chủ không vừa lòng, tôi xin bà chủ cứ nói ngay ạ. Chẳng giấu gì bà, mấy hôm nay thằng con trai tôi nó làm sao ấy, vừa rồi nó lại nói với tôi là nó yêu con Phượng, nó định chia nửa tiền học phí để cho con Phượng đi học, nó còn định xin cưới con Phượng làm vợ nữa đấy. Cái thằng trẻ con quá. Thưa bà chủ, có lẽ tôi đã hiểu được ý định của bà chủ rồi, nhưng tôi nghĩ rằng 2 năm nay con tôi nó lên làm việc cho ông bà chủ, nó cũng biết thế nào là phải trái, là lễ nghĩa. Tôi nghĩ rằng con của tôi nó không làm điều gì để thiên hạ phải chê cười đâu ạ. Thì vẫn biết Phượng nó là đứa con gái đàng hoàng tử tế, nhưng không may chuyện đã xảy ra như vậy rồi, tôi e rằng thiên hạ họ có thể hiểu lầm. Bà chủ cứ yên tâm, con của tôi hiểu hơn ai hết. Ngày hôm nay tôi cũng xin thưa với bà chủ, bà cho phép tôi đón cháu Phượng nó về quê với tôi, nó được nghỉ làm việc ở đây ạ. Bà tính vậy tôi thấy cũng phải đấy. Nhưng còn một nỗi lo là thằng Sung con tôi nó lại nửa khôn nửa khờ, không biết chừng nó lại tới đó mà kiếm con Phượng cũng nên. Bà chủ cứ yên tâm, con của tôi giáo dục được mà. Ngày mai hai mẹ con tôi trở về tới Nam, chắc có lẽ không bao giờ chúng tôi trở lại đây nữa đâu. Bà chủ cứ yên tâm. Thôi được rồi, tôi sẽ bảo thầy ký tính tiền nong cho bà. Cứ đem con về, có mẹ bên cạnh dạy dỗ vẫn hơn. Rồi đi dặn rồi ăn cỡ con được bước chân rồi kia mà, bà mới cho đi làm à? Dạ tôi chào ông chủ ạ. Dạ thưa, tôi đi tìm con của tôi ạ. Con bà là ai? Dạ thưa, tôi là má của con Phượng ạ. Vậy thì bà đi lầm phòng rồi đó. Mà tại sao ai lại mở hết cửa như thế này? Tôi đã dặn là phải đóng tất cả các cửa lại.
Bà kia, bà vào đây. Hình như là bà không phải người miền này. Dạ thưa, tôi người dùng Giang Tô à. Giang Tô à? Mà giọng nói thì nghe như miền Vô Tích. Bà cứ biết Vô Tích chứ hả? Dạ thưa ông chủ, cách đây 30 năm tôi có ở miền Vô Tích. Bà có ở Vô Tích à? Thế bà cứ biết là cách đây 30 năm ở Vô Tích có xảy ra một chuyện khá ồn ào. Bà biết chứ? Dạ thưa ông chủ, muốn hỏi tới chuyện gì ạ? Đúng, cách đây 30 năm ở Vô Tích có nhà họ Mai. Nhà họ Mai thì có một cô, một cô tiểu thơ hiền lành mà nết na lắm. Nhưng rồi một đêm tối trời, cô ta đã nhảy xuống sông tự vẫn cùng với một đứa con trên tay. Bà có biết về sau chuyện nó như thế nào chứ? Dạ thưa ông chủ, cách đây 30 năm tôi có biết một gia đình họ Mai ở miền Vô Tích. Nhưng tôi nghe nói cô gái đó không phải là tiểu thơ đâu, hình như cũng không phải là con nhà nết na gì cho lắm. Cô ta là người ăn kẻ ở trong gia đình, nhưng không biết thân biết phận của mình, mà lại đèo bồng theo con của ông chủ sinh được hai đứa con. Đứa lớn khỏe mạnh thì gia đình họ Chu giữ lại nuôi, còn đứa trẻ thì cô ta bồng theo và nhảy xuống sông tự vẫn. Cô ta tên gọi là Thị Bình. Thị Bình? Trời, như vậy là vợ con tôi đã chết thật rồi sao? Vậy là ông chủ còn nhớ sao? Cái gì? Thị Bình đã chết. Nhưng ông chủ à, tôi nghe đồn hình như là không chết đâu ông chủ à. Người ta đã cứu được cả hai mẹ con, vớt được cả hai mẹ con ở dưới sông lên mà. Bà, bà nói sao? Mình không chết mà, thế bây giờ mình ra sao? Mình đã lấy chồng rồi, một đời chồng rồi hai đời chồng. Cô khá già lắm. Nghèo lắm. Những người chồng sao đều là những người làm thuê làm mướn cho gia đình người ta cả mà. Thế bây giờ ông chủ có muốn giúp đỡ gì cho người đó không? Thôi được, bà đi ra ngoài đi. Ông chủ có muốn hỏi gì tôi nữa không? Không, bà đi đi. Ờ khoan, sáng bà bảo với con Phượng nó lục ở dưới đáy rương lấy một cạo ngắn bằng đoạn cho tôi. Áo ngắn bằng đoạn? À, tôi nhớ rồi. Mà đều hình như hết thảy ông chủ có 5 cái. Ông chủ muốn lấy cái nào ha? Nói áo ngắn bằng đoạn là được rồi. Phải rồi, có một cái áo ngắn bằng đoạn bị thủng một lỗ ở bên cánh tay mặt, phải mạng lại bằng chỉ vàng.
lên đó một cành mai. Đúng. Bên cạnh chữ cành mai có để chữ thị bình. Có phải bà bảo lấy giùm tôi cái đó bác? Sao 30 năm trời sau tôi lại dừng chân ở đây? Tôi lại đến căn nhà họ Chu của các ông. Chu Phát Nhiên, Chu Phát Nhiên, đã lâu rồi bà còn nhắc lại làm chi? Tôi không nhắc lại để làm gì hết. 30 năm trời quá đủ để tôi làm những chuyện khóc lóc than gian rồi. Ngày hôm nay trời cho tôi gặp lại ông, tôi chỉ muốn hỏi ông một điều thôi. Ông còn nhớ tất cả những gì mình đã làm không? Hay ông đã quên cả rồi? Chuyện đã lâu rồi mà còn gấp lên làm gì? Cách đây 30 năm, vào một đêm tối trời, để muốn lấy cho được một cô tiểu thơ con nhà giàu, mà mẹ con của ông đã nhẫn tâm tống cổ tôi ra khỏi cửa. Trên tay tôi bồng theo đứa trẻ 3 ngày tuổi. Ông có biết được rằng đêm đó trời lạnh đến như thế nào không? Ông có biết được rằng mưa gió sấm chớp đến như thế nào không? Con của mình nó mới có 3 ngày tuổi. Họ Chu các ông đạt hết địa vị này đến địa vị khác trong xã hội, trong khi đó thì mẹ con tôi chết trời không cho chết. Lấy được vợ giàu thì ông dời nhà đi nơi khác. Mẹ của tôi phải tự giận vì xấu hổ. Ông còn nhớ không Chú Phát Viên, hay ông đã quên cả rồi? Chúng mình đều già cả, bà còn nhắc lại những chuyện đó làm gì? Tôi phải nhắc lại để tôi muốn hiểu rằng tại làm sao 30 năm trời sau trời xuôi đất khiến cho tôi dừng chân ở đây, để rồi đẩy đưa thế nào con gái của tôi nó lại lọt vô căn nhà của ông. Con Phượng à, xưa kia tôi hầu hạ ông, bây giờ con gái của tôi nó hầu hạ con của ông. Rõ ràng là nghiệp chướng, nghiệp chướng cho cả một dòng họ nhà tôi mà. Mà đừng cho tôi là người tán tận lương tâm. Đó, mà thấy đó, kể cả thói quen thích đóng kín các cửa vào mùa hè của bà tôi vẫn giữ. Cái bàn này, cái tủ này, bàn ghế này,
tôi vẫn giữ như hồi mà còn ở Chô Tích cách đây 30 năm. Như mà hồi bà còn... À, còn thằng con, thằng con mà mang theo bây giờ nó ở đâu? Nó đang làm việc ở trên mỏ, và hiện giờ nó đang chầu trực chờ ông ngoài cửa kia kìa. À, thằng lũa này hả? Con tôi mà lại chống đối lại tôi. Mà biết bây giờ nó đang làm gì không? Đang xách động công nhân đình công biểu tình chống lại tôi. Ông nên nhớ giữa ông và thằng Hải bây giờ không còn liên quan gì nữa. Ông đừng nghĩ rằng sau chuyện này nó sẽ còn nhận ông làm cha. Thì thôi, thế nhưng bây giờ bà đến đây làm cái gì? Bà cần bao nhiêu tiền mà bà... À, không, không, ý tôi muốn là... Ngày hôm nay trời cho tôi gặp lại ông, tôi chỉ muốn xin ông một điều thôi. Bà cần gì? Ông cho phép tôi được gặp thằng con. Nó ở đâu rồi? Thằng Bình à, nó đang ở trên lầu. Nhưng mà tôi đã nói với nó là, tôi nói với nó là mẹ nó đã chết từ lâu rồi. Ông chủ à, có lẽ ông nghĩ rằng tôi sẽ khóc lắm, tôi sẽ than gian rồi thì tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho nó nghe chứ gì. Không đâu mà, 30 năm trời tôi biết thế nào là thân phận, là địa vị của tôi rồi. Tôi chỉ xin ông cho tôi gặp lại thằng Bình. Tôi đứng từ xa tôi nhìn nó thôi. Tôi nghĩ rằng thằng Bình nó cũng không chịu nhận tôi làm mẹ đâu. Tôi xin ông, dầu sao nó cũng là khúc ruột của tôi mà. Thôi được, tôi sẽ kêu nó xuống cho bà nhìn mặt nó. Nhưng mà từ nay về sau, những người nhà họ Lỗ đừng đặt chân đến mảng nó dọ chú này được. Còn bây giờ đó, thì bà hãy cầm tờ giấy này, bà bước ra ngoài phòng ngoài đấy. Thư ký họ sẽ giao cho bà 5.000 đồng. Bà cầm lấy số tiền này mà bà kìa, bà sao bà lại làm cái gì? Đây là cái số tiền mà kìa má, má còn ở đây à? Mày là tôi chỉ biết anh người hò hét khăn nhất gì lắm, thợ biểu tình mà thôi. Đúng, cũng vì lẽ đó hôm nay chúng tôi trở về đây để gặp ông. Để làm gì? Ông tính sao nào? Tất cả yêu sách của công nhân mỏ chúng tôi. Thế nhưng người đại biểu cùng về với anh họ đâu cả rồi? Tất cả các bạn của tôi cũng đã đi liên lạc với các công hội khác ở chỗ này. Họ không nói gì với anh cả. Ông Chu Phát Diên, nói không nói không liên can đến đâu. Tôi đang chờ ông trả lời. Ông tính sao nè? Ông chủ à, lúc ông thế này lúc ông thế khác, tôi không hiểu ông thuộc loại người như thế nào. Bình, Bình, dạ thứ ba. Như vậy không giải quyết được chuyện gì đâu. Ông đừng hòng kéo dài thời gian để giữ tôi ở lại đây vô ích. Anh nói vậy không chừng đúng. Tôi báo cho ông biết trước, lần này cuộc đình công của anh em chúng tôi có đoàn kết, có tổ chức đàng hoàng. Chúng tôi trở về đây không phải là để gian sinh ông. Tôi xin nhắc lại, không phải để gian sinh.
Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu ông không chịu nhượng bộ thì trong vòng 2 tháng nữa thôi, tất cả công sự của ông sẽ phải đóng cửa. Thì anh cho là các đại biểu cùng về với anh đó, họ chắc chắn và đáng tin cậy lắm mà. Ít ra cũng còn hơn không? Cái loại người như ông chỉ biết có tiền, vì tiền ông sẵn sàng làm bất cứ những gì bẩn thỉu nhất. Thôi được, tôi sẽ cho anh coi này. Đây, bức điện tính được đánh vỡ mỏ chiều hôm qua đấy. Đọc đi. Công nhân ở trên mọi làm lại rồi à? Thế anh là đại biểu mà không biết gì cả. Ông Chu Pháp Quyên à, ông không qua mặt chúng tôi được đâu. Xin trả lại ông, đây là bức điện tính giả. Thôi được, tôi sẽ cho anh coi tiếp rồi này. Đây, bản hợp đồng xin làm việc lại của các đại biểu cùng về với anh ấy, họ ký tên vô đây cả rồi đấy. Đọc đi. Không có chút kinh nghiệm mà cũng tranh đấu. Vậy là chúng nó đã lừa tôi. Chúng nó đã bán đứng tất cả đem công nhân ở trên mỏ. Chú Vắc Chi, rất tiếc đồng tiền của ông lần này thực sự là còn có thế lực. Nhưng mà tôi nói cho ông nhớ, ông là một thằng khốn nạn. Nói năng cho lễ phép. Bên anh này không được nói. Anh này, còn anh, kể từ giờ phút này anh đã bị sa thải khỏi đi. Hả? Còn còn đủ tư cách thương lượng cho tôi được được. Sa thải tôi là sa thải anh. Đừng. Ba, như vậy là không công bình. Xuống. Tôi đâu vậy? Chú Bắc Duyên, chính ông đã kêu cảnh binh bắn chết công nhân trên mỏ đúng không nào? Mày vô lo. Ông chủ, má xin con Hải ơi đi về. Thì má con mà. Má đem con má. La được con chúng tôi không còn la gì nữa đâu. Hồi ở Cáp Nhĩ Tân ông thầu sửa cầu và cố tình làm dở đê đúng không nào? Đi. Chính đó. Ông ấy tìm chết 2.200 công nhân và nuốt luôn số tiền bồi thường lao động 300 đồng đầu người. Chú Phát Chi, số Hải tiền đó để chôn con chôn cháu ông đó. Ôi, để cho mình anh ơi. Phương, mày thằng Bình, thằng Hải nó là, tại sao mày đánh nó, tại sao cô Quyên đánh con của tôi? Mà xin con xuống ra. Đừng có phải lên, mà xin con xuống ra.